Miu 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 miu. Yeah. Không, anh Đạt thấy mũi tên cái là nhảy liền à. Chào con. Đây phải nhà ông Lý Cổ San à? Lý Cổ Hờ. Lý Xe Hờ. Lý Xe Hờ, Lý Xe Hờ. Lý Xe Hờ. Anh ơi, có phải anh là Lý Xe Hờ không? Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Con là Lincoln. Mật thơ. Lựa chọn kép. Bánh hay tóc? Lựa chọn kép, bánh hay tóc. Với tóc, các đội chơi phải thực hiện nhiệm vụ nhuộm tóc và tết tóc bằng dụng cụ do chương trình cung cấp. Sau khi làm xong, một trong hai thành viên phải đội tóc lên đầu. Được sự đồng ý của người giám sát, đội chơi sẽ nhận được mật thư để đi tiếp. Bánh dây là món không thể thiếu trong lễ cúng Tết của người Hà Nhì, được làm từ nếp nương và vừng đen giã nhuyễn rồi gói trong lá chuối non. Với nhiệm vụ lựa chọn kép làm bánh dây, đội chơi sẽ nhận được sự hướng dẫn của những người phụ nữ Hà Nhì để làm được 3 chiếc bánh. Được sự đồng ý của họ, đội chơi sẽ nhận được mật thư đi tiếp. Anh sẽ làm bánh tại vì bánh anh đã làm một lần rồi. Bánh dây ở trên vùng Sơn La kỳ trước anh có đi và anh đã có làm bánh dây nhân dịp Tết rồi. Ok, em nghe theo anh Đạt. Tưởng anh muốn đổi tóc giả chứ. Ông ơi, cũng khỏe chứ nhỉ? Dạ vâng. Đây có phải bản như cô San đúng không? Đúng. Ông là ông Lý Xe Hồ à? Đúng. Ôi tên đẹp nhỉ ông nhờ. Thế con gửi củi ông ơi. Ông cân củi cho con nhá. Cảm ơn ông Lý. Hương à? Dạ. Lý Xe Hồ. Hương Giang, Hương Giang. Dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn chị. Trước làm cơm lam Giang cũng không chọn bởi vì là ở trên dân tộc mà nhắc đến nấu nướng thì chắc chắn là phải làm lửa. Mà làm lửa thì không phải là sở trường và hoàn toàn không làm được. Nhuộm tóc, kết tóc, này dễ hơn nhỉ? Bánh phải là 3 cái, đây chỉ có 1 mái thôi, đội dùng đỡ lên đầu thôi mà. Anh không biết đó, anh muốn làm cái gì nhuộm tóc rồi. Em chọn là... bánh dày em chả biết làm đâu. Bột bột em chọn tóc. Lê rất là giỏi hôm nay. Xuất sắc. Chào bác. Dạ cho cháu gặp bác Lý Xe Hồ ạ. Hồ xí mồ. Áo lưu vàng đi cùi về. Dạ cháu chào bác ạ. Chào cô, chào mọi người. Công chú khỏe đấy. Vâng, đây gánh củi của hai bọn cháu đây. Một vai mới thay đấy. Nặng thế. Không vai là chú qua đây. Cái này là chú ạ? Của cháu. Của chú ạ? Đây của cô gái đây. Của bạn biết nói tiếng với bạn nói đi. Đừng mong sao biết nói. Hơn 18kg đấy. Lần nào nó lấy được 20kg luôn đấy. 20kg. Chuyên gia. Lê là đầu tiên gánh củi mà gánh xa như vậy mà đã về đến đích. Mặc dù là nghỉ cũng khá nhiều nhưng mà như vậy là tiến bộ rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tớ nhá, nếu tớ chọn tóc nhỉ. Bánh dày là cũng... Bánh sẽ giã rất là nhiều. Chọn tóc. Bánh dày giã nhiều. Thôi cái nào cũng phải làm thôi. Bánh dày sẽ dễ hơn đấy. Không, chưa chắc đâu. Nghe nói làm vậy đó. Thôi để tớ chọn nhá. Ra đúng thì cũng làm. Ok. Tụi tôi chọn thử thách làm tóc. Như là mình đang gắt nước vậy. Chuẩn bị rồi chứ. Nói lên. Thôi, có bảo thầy là chơi rồi. Cái củi đó trời ơi sao mà nó nặng khủng khiếp. Chỉ có cắm mặt xuống đất mà đi
mà nói là cố lên, mình không được nghĩ mình mà nghĩ là sẽ về cuối, phải ráng lên để mình không được về cuối. Tại vì hai đứa rất là sợ bị loại, hai đứa muốn lần này là thấy được chơi lâu hơn một chút nữa. Bảo với Shin ơi, cố lên Rich, you know, anh tin em làm được mà. Và Mimi không nghĩ một lần nào hết, rất tự hào về Mimi. Ok, mà cuốn thì em không biết cuốn nha anh. Anh biết cuốn không? Dạ, em chào chị. Mời bao nhiêu cây gạo làm được mấy cái bánh? Một cái này thôi. Hả? 10 cái? 10 cái. Ok. Cái này 10 cái. Vậy mình nấu phân nửa thôi. Ác phụ và Mia đến đây. Cười cái gì cười? Mệt muốn chết. Cố lên Duy Duy. Cười cho nó thoải mái mà nó cũng la nữa. Thở còn không nổi đó mà cười. Em không thi chung kết thì với người khác người ta chịu không nổi em đâu Ngư. Đổi không? Đổi cái gì? Cái quỷ kia nó còn nặng hơn. Được không? Ây da. Hả, nguyên rồi. Đổi cái này đi luôn. Sao cái gì em cũng la hết vậy? Không vét cái này được. Vậy em vét vậy nè được không? Nè, nhìn két nè. Em nhìn vậy nè. Em không biết nữa, em chỉ cảm giác là cái đống củi đó nó như là ngồi lên người em vậy đó, chứ không phải là em vác nó nữa. Em đi mấy bước thì em đặt nó xuống. Em sửa tới, em sửa lui rồi em thở. Xong rồi đi mấy bước là em đặt nó xuống. Phải gắn lên, gắn xuống. Rồi đi mấy bước là phải trả lời, rồi kiếm cớ giỡn, kiếm cớ nói chuyện, rồi phải đi bước dài ra để cho này nọ, tìm đủ các cách để cho nó đỡ mệt, nhưng mà càng ngày thì càng mệt hơn. Đỡ lên. Ôi dồi ôi dồi, được chưa? Cái cây kia tuột chắc luôn á. Em giỡn. Tuột nữa rồi. Dịnh nó lại. Đang dịnh nè. Cái nó không có dừng lại đâu, cái mệt quá. Cứ đi đi, em tự xử. Mệt. Em phải cố. Cái đây cố, em cũng nên cố đi. Cái đội đang lên. Ngưng. Nhìn các đội mà mình vừa mặc được lúc nãy đó là đội đỏ, đội xám, đội nâu. Mình rất là hả hê ở cái game trước, và bây giờ nhìn họ từ từ đi qua mặt mình mà không làm được một cái gì. Christy với Mimi rồi kìa. Trời ơi. Như đã vác hai cái ba lô rồi. Như đã vác luôn cái ba lô của Ngư trên vai rồi. Và vác thêm cái ba lô của mình, rồi thêm cái bó củi của mình nữa. Thì á, một lần á, mà dừng lại, mà đợi Ngư đi lên, để không được cách xa quá 5m, mà phải đứng đợi đồng đội mình mà đang đứng rất là nặng, không thể nào bỏ. Mà một lần nếu như bỏ bó củi xuống á, mà rồi một lần vác lên lại, nó còn nặng hơn là khi mà mình để luôn trên vai của mình. Em phải mang hai cái ba lô nè. Chết đúng là người đàn ông mạnh mẽ.
Chết cho Richie rồi đó. Hai ba lô. Mình là thần nông mà Richie ha. Thần nông mạnh mẽ. Bé ơi. Thật sự là rất là ức chế tại vì kiểu thì ban đầu đang tự trách mình là một, rồi thấy các đội đi qua là cảm thấy bị vô dụng bất lực là hai, và còn bị chửi nữa thì hỏi làm sao mà không khóc. Thôi mình ráng đi lên tới chỗ rồi mình nghỉ. Thôi đi, không nạt nữa. Nín đi. Rồi đứng dậy đi. Nhìn cây ngoài nào. Ráng mấy trò sao gõ lại. Ráng xíu nha. Không được, cảm ơn em. Nhưng mà không được giúp. Không được á, không được á. Chị đang thi. Lửa này được chưa? To chưa? To rồi. Nóng. Tại vì mình cũng chưa thử là cái nếp nó chín đến độ nào là nó vừa, cho nên là quyết định là lấy ăn thử. Ăn thì thấy cũng được rồi, nhưng mà cảm thấy phải thêm một chút, nhưng mà không có tin, không có tin vào cái suy nghĩ của mình, cho nên lấy một nắm nhờ các cô kiểm tra. À đã được rồi hả? Ok. Xong chưa anh con ơi? Hả? Bưng ở đây, bưng ở đây. Dừng cái này bây giờ. Rồi dừng. Em làm như nó còn lâu hơn nữa. Em làm cho. Sức khỏe chị để làm. Có sức chị để làm ấy. Anh hay quá. Dừng. Anh đang xì khói vậy. Hay quá. Thôi vô. Đúng rồi. Dừng dẻo rồi đó. Nếu mà chưa làm qua lần nào thì nó sẽ lúng túng và mất nhiều thời gian. Nhưng mà do Tiến Đạt may mắn là đã được làm thử một lần, cho nên là cảm thấy là mình may mắn hơn các đội khác là mình đã có cơ hội để mình làm rồi. Và mình vượt được qua các đội khác là nhờ là mình có kinh nghiệm, có kinh nghiệm được làm một lần. Được rồi. Được rồi. Đạt. Ngờ là mình làm nó cũng giống cái bánh dày đó, nó không có khác gì mấy, tuy là nó mè nó hơi nhiều chút xíu thôi, nhưng mà ăn nó vẫn giống, cho nên là cũng thấy rất là vui. Và khi ăn thì khi mà ăn nóng thì ngon đấy nhá. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Mặc thương nhiều củi ra ri rồi mà còn bắt mình đánh củi tới nữa. Nà nhiều củi thế mà còn bắt gánh tới. Củi đâu mà vẫn nặng thế. Củi đánh cho bác sửa ấy. Củi từ trên đỉnh núi. Quá mệt. Cảm ơn. Thì đội mình sẽ chọn làm bánh. Rồi, khỏe lắm. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Coi chú coi dùm đội này cái đó đi. Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Mật thư. 14 cân. 14 cân, 15 cân. Chọn đi nhanh lên. Giờ anh chọn nào. Anh, giờ em cho anh chọn đi. Anh thì làm tóc rồi đó. Ok, làm tóc. Đi, chúng tôi chọn tóc. Chúng tôi tóc. Làm tóc.
và thấy một cái thố gạo to như này thì mình mới tính trong đầu là, tức là nếu mà để đun sôi để chín cái thố gạo đấy thì mất khoảng tầm ít nhất là 40 phút hoặc 45 phút thì mới chín được thố gạo đấy, xong rồi còn phải giã nữa. Thế là mình tính sơ sơ mất tính rưỡi, mình liền nghĩ như thế. Thế xong rồi cũng bàn với Long là, Long ơi, nghĩ sao nếu như mà mình đổi sang làm tóc? Thì Long lúc đấy Long bảo, ui thôi, mình đã chọn đến đây rồi thì mình làm luôn đi. Nhưng mà Long lúc đấy Long chỉ nói mỗi một câu thôi, Long không kiên quyết. Thế là hiện đấy, thôi đổi sang làm tóc đi. Nếu mà Long kiên quyết là ở lại ý, thì chắc là sẽ ở lại làm. Đó, ra đội đi. Đang nãy mình chỉ tháo một cái dây ra thôi, test từ đầu kia vào, đúng không? Đúng rồi, còn đi, em phải có một điểm cố định chứ. Hiểu không? Đang chỉ tư. Thế bây giờ nhúng đi. Chưa được, màu chưa được. Thêm tí nữa đi. Người dân tộc họ có cái thuốc nhuộm gì ra không biết, nhưng mà nó rất là dễ làm, rất chỉ có ngâm mà tóc nó tự đen luôn. Chứ không cần thiết là phải nhiều bước hay là đợi để thời gian một tiếng hai tiếng hay là bôi thuốc cái gì cả, như là ở dưới mình thì cái đấy nó có thể là lá hoặc cái gì đấy Giang không rõ. Chỗ này cũng mới kiếm được cái dây buộc. Thì ta cũng mới lượm được lâu rồi. Không có bắt chiếc mà rũ như thế này đâu nha. Thế đừng có bắt chiếc nhuộm dây buộc nha. Đó vậy à? Thế trang trí người ta nhuộm cũng nhuộm. Thế đừng có bắt chiếc đừng bị quạt nha. Thế đừng có bắt chiếc chả hiểu nhá. Không thì em bảo nhá, làm một đống. Em bảo bây giờ hai được không? Em bảo bây giờ bọn mình hai đội mình góp củi vào đây ngồi chung, hiểu không? Nó cháy cái là hai đứa đi luôn. Có một cái bước là làm cho phơi khô tóc, mà Giang không quên mất là lúc đấy trời nó đã sầm tối rồi. Lúc đấy là nó không thể khô được. Mặc dù ban ngày ở trên đỉnh núi nó rất là nắng và mặt trời nó rất là gần thì tóc sẽ rất khô, nhưng đến lúc đấy thì trời nó lại đã gần tối rồi thì lúc đấy hiện ra là không ổn. Nhóm đống lửa lên. Hai cái đội này mà vắng nhau chắc là buồn chết đấy. Em nghĩ nhóm đống lửa lên chung. Ờ, đi. Đi. Ok. Quyết định vậy đi. Nhóm đống lửa lên mà. Vừa mới bước sang đến làm tóc một cái là thôi. Ôi thôi thôi thôi, chết rồi. Sai lầm. Lúc đó gần như tinh thần của Hiền là tụt bẹt. Từ đây nay là tụt rất bạch. Mà Thu Hiền là một cô gái khá là mạnh mẽ và cá tính, mình không nghĩ là Thu Hiền lại rất một cách nhanh như vậy. Chết rồi. Sao bên này lại là một lầm sai nữa rồi. Vào đây. Nhìn nhóm lửa nha. Để ở ngay cái chỗ mà không có cái gì để anh ơi nó cháy. Mà cần gì cái này, cầm tay đi. Rảnh quá. Nâng cao lên cháy đấy. Không. Cái đôi giày của em hôm qua để ngoài tít ngoài. Không. Thực ra mình không phải là một người mà gọi là quá là ghê gớm, nhưng mà cái giọng của mình nó rất là to, và khi mà mình cục tính á, mình nói cái giọng nó rất là khó nghe, nên là mình chỉ cần gắt một cái thôi là anh Tuấn đã tưởng là qua đài đấy, qua cái gì đấy, xong rồi là mình nghe thấy thế thì mình lại kiểu bực hơn, quát em có quát gì đánh đâu, thế là lại thành cãi nhau. Anh muốn làm một mình hay là anh muốn làm với mọi người? Anh muốn làm hai người hay muốn làm một người? Em nói đừng có tháo ra cơ mà. Ủa, anh nói tháo à? Thế ra anh đang làm gì đấy? Trong cái lúc mà găng ấy, lúc kiểu gì phải bật để em cầm. Tức là mình đấy, vẫn sẽ làm theo đây, nhưng mà chắc vẫn không phải cái do máu anh em mình. Tập trung làm chứ. Chạy đi. Chạy đi thôi. 15 cân luôn rồi. Quắc 1 cân luôn rồi. Cảm ơn cậu. 32, 35. Cái chị khỏe quá. 23. So khó cho Mimi. 啊, bác ơi, cho con hỏi bác phải là bác họ không? Lộn người hả?
Dạ, con chào bác. Bác phải là bác Hờ không bác? Dạ, con đem củi về cho bác đây. Cảm ơn. Mộc Thư. Thôi làm bánh, bánh đi ha. Đội đỏ chọn làm bánh. Làm ba cái bánh. Anh xin làm bánh đi bác. Ok. Làm bánh đi. Chúng tôi làm bánh. Làm bánh. Đội cung cấp. Em có thích, em có rành gì tóc không? Đội tóc lên nào cho người giám sát kiểm tra. Em hay tết tóc đúng không? Em nghĩ nên làm bánh. Mặc dù là em tết tóc nhưng mà cái này là phải nhuộm theo đúng màu. Thì người ta sẽ chỉ mình cũng không có đến nỗi mà khó nữa. Ôi mà tùy em, chọn gì em chọn đi. Thì chị lấy ba lô. Tôi làm bánh hả? Chưa, phải nấu vô đó. Chị ơi, em làm bánh. Chị em làm bánh đi chị. Lúc mà vô chọn được cái thử thách làm bánh dày rồi á thì á hai đứa vô bắt đầu nhúm lửa, như đang lay quay nhúm lửa thì bên đây thì Ngư làm đổ nước. Mà vừa làm đổ nước lên á thì Ngư lại cảm giác là mất thời gian nhiều quá mà có thể là đã lựa chọn sai lầm. Thì tự nhiên đi ra cách đi ra chị, mình phải đổi nhiệm vụ thì cũng bỏ bỏ rơm đi ra với Ngư sao em. Giờ đổi nhiệm vụ qua làm tóc rồi đi theo làm tóc luôn. Đội team quyết định đổi nhiệm vụ qua làm tóc bởi vì đã làm đổ nồi nước để mà nấu bánh dày rồi. Không có bác tối lên hôm nay mình có kinh nghiệm một chút rồi. Đây là xin lửa của anh Linh, anh bên được không? Đây vừa gọi là tóc. It's too late, bác. It's too late now. We haven't even started this. Huh? We haven't even started this. We can do the top. Rồi anh muốn đổi lại tóc hả? Rất là waste of time. Okay, but we haven't started this one yet, so we haven't really wasted any time. Okay, let's go. Đổi làm tóc á. Rồi. Rồi, vừa giám sát rồi. Anh ơi. Rồi vậy sao? Cố gắng lần thứ hai. Nên lúc mà qua My thấy rất là thất vọng. Tại vì My thấy là bên kia cũng phải nhóm lửa mà qua bên đây cũng phải nhóm lửa. Mà lúc mà qua bên đây á, mấy đội trước đã đi trước mình rất rất lâu rồi. Mà giờ này mà họ vẫn còn ở đây là biết là làm cái này rất là lâu rồi. Thấy không? Rồi đâu cũng phải làm fire hết. Không nghe vợ, Richie không... Richie chỉ từ bỏ rất dễ, rất rất nhanh. Đây là lỗi của Richie. Mimi, đổi nhiệm vụ không? Không đổi được nữa rồi. Ở bên kia không đốt lửa được, qua đây cũng không đốt được. Đây anh không biết. Thì khi mà lên hoay thì thấy đội tím họ cũng chuyển qua một cái thử thách khác. Rồi lên hoay lại, quay lại thấy đội sáu cũng chuyển qua thử thách khác luôn. Cuối cùng là mình chỉ còn mỗi một cái đội đỏ là ở đây thôi. Thì mình nghĩ là nếu như mà mình làm đúng cái tiến độ, đúng cái trình tự để mình hoàn thành được cái thử thách này thì chắc chắn ít nhất là mình phải vượt qua được hai đội sám và tím. Nhóm lửa, bếp lửa, nhóm lửa rồi cho nên cũng có kinh nghiệm tí xíu. Cũng đã trải qua một chặng rất là gian nan, leo đồi, vác củi. Đó, rồi cả ngày cũng không ăn gì nữa thì đó thực sự lúc đó là mình thấy đó là cái nếp mà ngon nhất từ trước giờ mình ăn mà tự tay mình nấu mình ăn nữa, cảm thấy rất là ngon và thơm. Mà Dung thì là đang tập trung vào cuộc đua, em ăn với anh là khóc, em không ăn đâu, cứ đò chạy để lấy đồ để làm tiếp. Người ta bảo lúc đầu là phải bọc vào cái lá đây, bọc cái này cho đẹp. Rồi. Đâu sao không méo thì xẻo rồi anh. Được rồi. Hai. Đây. Ba ngày nữa rồi đúng không? Cho tụi em xin, tụi em đói quá. Cảm ơn chị nhé, lại sao lại thăm chị. Cho tụi em xin nhá. Tụi em đói quá.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị nhá. Xin lên cảnh. Dạ. Bún cá. Về phần tết tóc thì không hiểu sao mà đội cam lại tết lâu như thế. Còn Giang chỉ có cầm như này. Anh Chris tết và tết rất là nhanh, tết rất là chặt và đẹp và không bị rối một tí nào. Và sau đó đến phần trang trí thì bọn Giang dùng những cái sợi dây mà bọn mình đã nhuộm riêng ở ngoài ấy, tết thành những cái búi giống như những cái kẹo ở hai đầu rất là đẹp. Sau đấy là quấn lên đầu này thì xong. Lúc đấy trời tối mịt, là thậm chí là mưa nữa. Thì lúc đấy là thực sự là rất là mệt rồi. Chị ơi, chị ơi, em xin cho chị ơi, cho xin một thư chị ơi. Chị ơi. Dạ, cảm ơn bà. Dạ, cảm ơn bà. Một thư. Ok, Nguyễn Thu, xinh gái quá. Dạ, cho cảm ơn bà. Được không cô? Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Một thư. Trải ra đi, không ai chỗ đó, không sao. Lúc đầu người ta cầm nguyên bó, người ta chỉ cần nhúng vô rồi. Lúc đầu người ta vắt ra, người ta phơi khô là được rồi. Xong còn kỹ tính quá là gửi từng sợi thì lúc đó bị rối. Tại vì đó không phải là một sợi tóc, mà đó là sợi dạng như dây thừng rồi. Dây thừng nhỏ, không sợi nhỏ. Không mượn mà, tóc nó rất là rối. Khi mà rối một cộng rồi bắt đầu là mình rối lên luôn. Rối cả đùi luôn. Một nhúm tóc như này, mình không biết nó như thế nào, mình bắt đầu mình sức sức ra. Cái đó mất thời gian không? Cái giai đoạn mà hông tóc là giai đoạn khó khăn nhất. Tại vì bị rối tóc. Hai đứa ban đầu thì làm cái chùm tóc đầu tiên bị rối. Cắt cái đầu sớm quá, rồi cầm móc lên, bắt chước các đội kia móc lên cây thì nghĩ là sẽ được, nhưng mà khi mà nó sương xuống, bắt đầu mưa lâm râm xuống thì bắt đầu dính tóc lại, nó càng dính lại hơn, nó càng rối một cục nhùi lại luôn. Từ từ rồi mình sẽ gỡ ra. Nhìn qua đội xanh ngọc á, là đội xanh ngọc đang bị khó khăn ở chỗ gỡ tóc. Đang ngồi gỡ. Gỡ từng cọng luôn. Quá hay không ra. Cho nên là quyết định là đổi lại một cái chùm tóc khác. Có nghĩa là quyết định làm lại từ đầu luôn. Trời ơi, em chả biết cái này là cái nùi gì luôn á. Từ từ, ông đừng có làm nói lên. Trời ơi, mình vô dụng vậy luôn á hả? Em đừng có nói nữa. Làm lấy lại cái tóc khác nhuộm xong rồi mình làm cho nó đều. Thì đó, cái đang hỏi nè, đang đổi coi như thế nào. À, thấy rồi bếp. Cẩn thận một chút á. Rất là khó mà rất là chán nản, vì Mimi thấy buồn vì sao Richie không nghe vợ. Thì vợ nói có lên Richie làm được mà sao Richie không nghe vợ. Mimi cảm thấy rất là buồn, rất là thất vọng. Vì bây giờ phải làm một việc rất là khó và trời ơi, không biết mình này làm cái đó bao lâu, hơn 2 tiếng, khó quá. Và điều khó nhất là làm cái đó khô. Cảm thấy là mình cố gắng hết sức để mà gánh củi á, bắt kịp với anh Vinh luôn á, tới cùng lúc với anh Vinh á, thì mình thấy là mình đã cố gắng nhiều lắm rồi. Nhưng mà tự nhiên tới lượt Richie, mình nói Richie cố lên mà Richie không cố lên á. Tự nhiên cảm thấy là mấy cái lúc mà gánh củi đó, bao nhiêu công sức của mình giống như là đổ sông đổ biển hết luôn rồi. Tại vì mình biết là chắc chắn là bây giờ mình là đội về cuối khi mình nhuộm tóc. Leave me alone.
ước gì chị nghe Mimi lúc đó ngồi ở đó tiếp tục kiên trì nhóm củi làm bánh dày thì chắc chắn là không về cuối rồi, nên bây giờ cảm giác là bị loại đen rất là gần. Chị, dạ cảm ơn cô. Không rớt, không rớt kìa chị. Không rớt. Okay. Trời ơi. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn cô. Mật thư. You look like an alien. I am an alien. I am an alien. Okay. Dạ, cảm ơn cô. Hoàn thành nhiệm vụ kép khi trời đã về khuya, giá lạnh và sự kiệt sức của một ngày đua rất dài có vẻ như đang bao mòn sức khỏe của các đội chơi. Đêm nay, họ sẽ được ngủ nhờ nhà dân tại bản Nhiều Cầu Sang để dưỡng sức cho những nhiệm vụ mới và chặn về đích vào sáng mai. Đội chơi đi bộ lên bãi đất trắng đầu làng, đất trống đầu làng, tìm điểm đánh dấu của chương trình để thực hiện thử thách tiếp theo. Bập bênh là trò chơi dân gian đặc sắc trong sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc Hà Nhì tại Y Tý. Với nhiệm vụ này, đội chơi đi bộ đến bãi đất trống đầu bản Nhiều Cầu Sang để thực hiện thử thách điều khiển bập bênh để lấy mật thư được treo trên cây nêu. Đội chơi phải tuân thủ luật theo yêu cầu của người giám sát. Đội chơi có 3 phút cho một lần thực hiện. Nếu phạm luật, đội chơi bị phạt 10 phút, sau đó thực hiện lại từ đầu. Đội chơi được phép nhờ sự trợ giúp của người khác để tạo được sự cân bằng trên bập bênh. Đội chơi phải xoay bập bênh 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ trong thời gian không quá 3 phút. Khoảng cách nảy từ mặt đất đến mật thư phải đạt 1 mét. Không được dừng nghỉ trong một lượt thực hiện. Khi nhúng, hai thành viên trong đội chơi đều phải chạm chân trên mặt đất. Khi lấy được mật thư, đội chơi vẫn phải ngồi cố định trên bập bênh. À, đây à. Cái đó đâu làm gì đó? Hôm nay nó nhìn em chăm chăm luôn á. Anh không đủ sức để anh giữ em. Nhưng mà nghe là anh cứ đẩy lên, em nói đó, em thòi với tới là có thể ok. Thì giờ mình cứ xem, nếu anh nhẹ thì em nhúng anh nó dễ hơn. Cái bập bênh thì tiếng đặt quan trắc đầu tiên là thấy cái bập bênh nó không đều nhau. Một bên dài hơn, một bên ngắn hơn. Và cái mật thư nằm trên rất là cao. Thì trong đầu tiên là tiếng đặt nghĩ là Lincoln là phải ngồi ở bên cái dài. Thì Lincoln cao hơn tiếng đặt rất là nhiều. Mà cái sải tay của Lincoln đưa lên là có thể lấy được. Nếu mà đấy là ngồi đó thì chắc bập lâu lắm cũng không tới được. Rồi, bắt đầu. Lần đầu thì cũng lấy được. Cũng lấy được mật thư. Nhưng mà lại bị phạm luật. Cái búng nó không đủ 1 mét. Tại vì do là tiếng đạt quá nhẹ so với Lincoln, mà Lincoln lại ngồi đầu dài nữa. Lincoln nặng hơn. Rồi. Rồi, ngược chiều đồng hồ. Nhịp nhanh. Đúng rồi. Từ từ. Nhịp nhanh. Từ từ nha. Rồi, từ từ, cái nữa. Này, bắn lên. Xong, anh mấy cân làm sao để cho qua cái điểm này? Đúng rồi, em sẽ búng làm sao để cho nó về vị trí ban đầu. Rồi anh chỉ búng thẳng em lên thôi. Em hiểu không? Có thể ở đây được. Ở đây thôi, cái không được qua. Không được qua mật thư. Cái mật thư này nè. Đúng rồi. Không tới được em ơi. Xuống đây. Còn nếu mà không đúng vị trí đó là đỉnh không đạt được, hiểu không? Thả, nhảy ra anh xuống. Mới lần đầu tiên nhìn bập bên thì mình nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào những cái, nhưng mà cái quan trọng là mình có với tới được cái mật thư hay là không. Nhưng mà khi leo lên thì rất là kinh khủng, tại hai đứa không có phối hợp được với nhau. Tin là bạn bật không thôi, bạn cũng được nữa. Đi về hướng tay phải nhá. Tớ phải chạm được chân xuống đất thì tớ nhẹ lắm ấy.
cho ba lô của bạn đặt đằng trước. Ok. Đau quá. Sang sang bên phải nha. Tớ không chạm được chân. Phạm luật đó kìa. Không, tớ không có chạm được chân đâu. Cái sợ nhất của độ mình là độ cao đấy. Mới lên có từ một tí thì thôi là muốn phát khóc rồi đó. Cho nên phải dùng mưu thôi. Không phải mà tớ sợ độ cao kinh khủng đây, là tớ lên là như tớ nhắm mắt, nhắm mũi rồi đấy. Lên cái là hét ầm ĩ rồi. Cái này là cái trò chơi vui xuân đấy. Tết nhất hay chơi, nên coi đây là một trò chơi vui đi. Nhún bay lên, nhún bay lên. 2 3 Chân em chưa chạm đất. Mà anh bật em là anh phải nhớ anh nhún cao lên để em còn chạm chân xuống đất. Chứ như khi nãy là em chưa chạm chân xuống đất là bị thì sao? Chưa mà, chưa biết được cái lực mà. Thì lần thứ hai lấy được. Nhưng mà lại Tiến Đạt là bị phạm lỗi một cái là do rê chân. Là khi cái chân chạm đất nữa. Thấy nó giống như nhấp một cái rồi mới búng lên. Là coi như là bị hai lần. Và lần thứ ba thì phải tới cái vòng thứ ba thì mới lấy được. Đúng là hợp tác rất là ăn ý. Một cái nữa anh. Lên. Từ từ. Rồi. Và khi lấy được thì cũng rất là vui. Tại vì thật sự ngồi ở trên nó rất là đau. Yeah. Tìm đường về đích tại khu vực sân bay. Đội về đích cuối cùng có thể bị loại. Chặng thứ 3 của cuộc đua kỳ thú Việt Nam 2016 là một chặng đua vô cùng gian nan và khốc liệt bởi thời tiết rất lạnh và quãng đường di chuyển rất dài. Tuy nhiên, theo như Huy Khánh quan sát thì các đội đã khắc phục được khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và thử thách được đưa ra. Hiện tại, Huy Khánh đang đứng tại điểm về đích trên dãy núi nhiều cồ san để chờ đón các đội chơi. Anh ơi, nhưng mình hỏi coi sân bay á, có sao anh chỉ không? Được không? Chỉ họ được. Gần à? Anh đi trước đi. Đi lối nào? Đi lên là rẽ trái hay rẽ phải? Lên! Và đến cái lần thứ hai thì cũng ở cái vòng xoay thứ ba, ở vòng xoay thứ ba thì cũng suýt một chút nữa thì hai anh em đã có thể lấy được cái mật thư đấy, nó chỉ còn thiếu một chút thôi. Và cái lần thứ ba này thì Dung cũng đeo thêm hai cái ba lô, thì ở cái trọng lượng phía bên Dung nó cũng nặng hơn, cho nên là lúc mà anh Vinh bật lên thì nó cũng ổn định hơn và nó cũng có cái độ đầm nhiều hơn rất là nhiều so với cả những cái lần đầu tiên. Lần thứ hai thì mình lúc thì mình đeo một cái ba lô, lúc thì mình không đeo ba lô nào. Từ từ đây, bật lên đấy, đấy mới là cái vị trí em nói anh, đấy mới là cái vị trí sát cần này. Ở những cái thử thách các đội mà bắt đầu phải xếp số thứ tự thì áp lực nó cực kỳ lớn, và chỉ cần một cái sai sót nhỏ thôi thì ngay lập tức sẽ rớt xuống vị trí cuối cùng. Và đó là lý do vì sao mà khi mà Vinh lùm được cái mật thư trước các đội khác thì mình cảm xúc mình vỡ òa ra ngay lập tức. Hai anh em là tiếp tục cái cuộc đua của mình. Anh gơ được điểm đó là sai rồi. Tại vì mấy em trước mình toàn bị nhảy quá xa. Thì bởi vì anh không rơi được điểm đó. Tại em có biết điểm đấy của anh ở đâu đâu. Nóng quá. Cái thời tiết đây à, lúc nóng lúc lạnh. Giờ nóng như là sa mạc nhá. Hôm qua lạnh giống như Paris á. Kết hợp Paris sa mạc là đẹp. Theo đây xuất sắc. Tiến Đạt cảm thấy là giống như mình được tháp tùng bởi cái những người dân Hà Nhì. Tại vì khi đội đi đến cái game nào thì cũng có một bầy các em bé, các đứa bé đi theo rồi bắt đầu hò hét rồi cười nói, thì cảm thấy là nếu mà ở thành phố thì chắc không có được cái cảm giác đó. Đi đây xem cảnh này. Đánh quá. Ở đây mình thấy được các đội này. Đánh quá. Sáng tập thể dục vì ngắm cảnh. Em có đội nào đi chưa? Hôm qua mình ngủ đâu? Ngủ kìa kìa. Cháu ngủ đâu.
Và ngày hôm nay ở trận thứ 3, Huy Khánh xin thông báo đội xanh lá cây là đội về đích đầu tiên. Xin chúc mừng. Xem nó đây. Tạm đi. Từ ngay, từ ngay. Từ. Để anh xuống, anh đưa anh xuống. Lên đi, sao chưa? Ai à? Đâu không? Đâu. Hỏi nha. Cái điều quan trọng nhất là phải làm cho cái bậc bênh đấy nó xoay. Thì cái chân mình vừa mới vào thì mình chưa có cảm giác và mình không biết làm thế nào để cho nó xoay được cả. Thì ngay đầu lần đầu tiên đã bị phạm luật rồi. Quay lên. Mình sẽ có giới hạn cả 3 vòng. Vòng đầu tiên mình xém được. Xém được mà hai em rất là lợi quá, rất hụt hẫng luôn. Thì đau thì đúng rồi, anh đau như ai đâu. Em không đẩy thân mạnh. Cái những cái lần sau á, mình cố chia đều ra cái khoảng cách bật để cho nó căng cái điểm căng cho nó đều để khi mà cái điểm cuối cùng á nó sẽ ở gần cái mật thư nhất để cho anh Tuấn với. À, rồi. Thế em đang đẩy này. Nhìn này, em đẩy nó ra đằng sau. Thôi, xong rồi, xong rồi. Nhúng lên. Cẩn thận. Ok. Trời, sao nhìn cái cây một bên này em sợ quá vậy. Xuống. Cây này sợ quá à. Sao leo lên được? Nhảy lên. 1, 2, 3. À, không được. Kỳ vậy. Khe lên trước đi, khe lên trước. 1. Không, cây sẽ nhúng lên thì em lên. Đừng có nhúng. Em phải nhúng em mới leo lên được. Em mới thất thế để em leo lên, đừng có nhúng. Không được đâu em. 2, 3. Lên, để chân lên đi. Chưa. 1. Chưa. 1, 2, 3. Được rồi. Leo lên. Leo lên Ngư. Từ từ. Đó. Đừng nhúng. Chị kìa. 1, 2, 3. Ngư. Không tới. Ngư kêu cái đồng hồ. Ok, ready? That's be fact, right? Maybe if I touch the ground, right? Okay. Xin chào Thị Dung. Xin chào Nhan Xuân Dinh. Chào anh. Xin mời hai bạn. Mệt lắm đúng không? Và Huy Khánh xin thông báo đội đỏ của Nhan Phúc Vinh và Thị Dung ở trận đua thứ 3 này, hai bạn là đội về đích thứ 2. Xin chào. Xấu. Xin chào Bông và anh Tuấn. Xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Huy Khánh xin thông báo đội nâu ở trận đua này, hai bạn đã về đích thứ 3. Xin chúc mừng. Yeah. Một nhịp nữa. Ngồi yên. Chuẩn bị á. Xe ơi là xe. Mũi tên, tiếp tục mũi tên. Ui giời. Đúng rồi.
tay vừa rồi đến mà bạn đi cao hơn cả cái kia mà bạn không giơ tay. Anh không kịp. Chưa? Lên lên. Hay quá. Quá. Rồi đi. Em sợ thì nhúng từ từ. Phải mạnh. Ngưng phải chậm chân, ngưng phải chậm chân. Chơi không xuống được. Ready? It's gonna be fun. But I'm done. I love you. Tỉnh lại. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chuyện đó vậy đó, nó không giữ được bình tĩnh. Không giữ được bình tĩnh gì, có những cái rất là đơn giản mà không biết. Trong khi chị biết chắc chắn em không biết luôn mà. Tại vì làm sao chị biết không biết, em hiểu chị là em biết đó. Vậy tại sao tới lần thứ ba em mới nhắc, em mới nói. Em nói là tại sao em chưa chạm chân. Tại sao vậy em không nói lên cái đó em chưa chạm chân. Em nói mà. Em có nói không? Em có nói không? Đâu, em đợi mấy lần sau mới la làng lên. Hay quá. Xong rồi ra em nạt lên. Em còn nói là tại sao em chưa chạm chân nữa. Ừ đúng rồi, cái đâu biết đâu. Giữ thái độ bình tĩnh đi để mà còn tiếp tục qua. Chứ đừng có mà cằn nhằn kiểu vậy. Làm không được cái bắt đầu la toán lên, bấn loạn lên, xoắn lên. Không, em phải nói cho nó hiểu. Không phải là cái chuyện gì cũng la lên đâu. Đâu phải lúc nào đồng đội mình cũng là người hoàn hảo. Em cũng phải biết điều đó. Có những lúc em mắc sai lầm nhưng mà Kate vẫn bỏ qua. Kate không có la lên như vậy. Nhưng mà Kate chọn cách bình tĩnh để nói chuyện. Trong bốn vòng thi thì chỉ nói một câu duy nhất là trong trong cái lượt thứ ba thì nói Minh ơi anh nhẹ lại đừng nhậm mạnh quá, là trong cái lúc thi thôi, còn thật ra là không nói chuyện với nhau luôn. Đến lần thứ tư mới làm được. Mật thư. Anh xin lỗi nếu mà nãy anh có không có có gì hơi quá, anh xin lỗi. Hồi nãy em nói anh nhẹ chân lại. Thì lúc đó anh đang nóng tính, anh xin lỗi. Ok, lúc đó thì ra mình lại nói chuyện đàng hoàng. Anh đang ngồi bên đội khác anh nói. Anh nói là bây giờ anh xin lỗi rồi, từ đây về trước. Nhưng mà là em bỏ biết, đi. Em muốn biết cái suy nghĩ của anh trong lúc đó chứ không phải là mọi cái thịnh nộ nó lên rồi. Anh biết rồi, nhưng mà có những cái mình không thể nào nói được, hiểu không? Tại sao không nói? Thời gian mình có hạn mà. Biết. Anh đợi trong phim hai đứa không chơi phải, không phải là cái gì em cũng phải nói ra hết. Không phải là cái gì em phải nói ra hết được, hiểu không? Vậy sao em đi chung với anh được? Em phải hiểu là cái không phải cái gì cũng phải nói. Tại vì em không có cần cái gì anh cũng phải nói em chứ cần em nói anh. Em thì anh nói là anh ơi, anh, ừ, anh sẽ tiếp thu, anh sẽ tiếp thu, ừ. Ok. Đúng hay sai anh chỉ cần nói em bây thôi. Bây giờ anh đã nói anh xin lỗi rồi được không? Thật ra thì Thủy không nghĩ là Minh có lỗi hay là ai có lỗi hết. Thủy chỉ muốn là khi mà Thủy không biết thì Thủy hỏi thì sẽ có một câu trả lời cho Thủy là nó được hay không thôi. Thì anh cũng phải chày, anh cũng không có dám than cái gì hết á. Anh cũng biết em con gái, em sức em yếu hơn anh. Em bị đau này nọ, anh cũng không nói gì chứ. Anh đâu có dám trách em cái gì đâu. Anh cũng bị chày nguyên một đường này nè, chảy máu nè. Anh đâu có dám nói gì đâu. Đây là anh muốn tốt cho cả hai. Nên là bây giờ anh chấp nhận anh xin lỗi trước. Và anh thì có cảm thấy mình cũng có lỗi trong chuyện này. Anh muốn cả hai đi tiếp. Chứ không phải là cứ cãi nhau rồi bỏ cuộc. Cứ mỗi lần mà em quạo lên làm đầu bỏ cuộc. Thật ra này là anh thấy em khóc. Mà anh cũng không biết làm gì lúc đó. Tại vì lúc đó anh rất là bực, hiểu không? Tự nhiên cái để mình đồng đội mình khóc là sao? Bị khùng hả? Bây giờ anh đã xin lỗi rồi. Anh thừa nhận anh có lỗi. Trong cái chuyện là không chịu tiếp thu ý kiến của em. Nhưng bây giờ anh nói là anh xin lỗi. Từ trước vậy anh sẽ bỏ qua. Em bỏ qua được thì bỏ qua, không được thì đổi. Em không trách gì anh, anh hiểu không? Ý là em yếu mấy cái đó thì em chỉ xin anh ý kiến thôi. Thì anh nói là có những cái anh nói không ra, anh không nói được. Xin chào Thu Hiền, xin chào Minh Long. Xin mời hai bạn.
xin chúc mừng. Và Huy Khánh xin thông báo đội xanh dương của Thu Hiền và Minh Long. Ở chặng đua này, hai bạn đã về đích thứ tư. Xin chúc mừng. Chào Phương Giang, chào Chris. Chào các. Huy Khánh xin thông báo đội Hồng, Chris và Phương Giang, hai bạn về đích thứ năm. Hoàn toàn là khi mà lên đấy đó, người thì nói ngồi thế này, người thì nói cố lên. Lê biết nó là một loạt những cái từ âm thanh rất là hỗn tạp mà không ăn vào trong đầu Lê tí nào cả. Lúc đó đừng có ai nói là ngồi vững lại hay Lê ơi nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên nọ, không biết một cái gì hết. Sau cái cú ngã đầu tiên đến cú ngã thứ hai là đeo ba lô. Ai nghiêng, nghiêng. Khi mà bị ngã lần thứ hai thì may là có ba lô của Dũng thì, nhưng mà vẫn ngã là đập đấy xuống, nên là hoàn toàn cánh tay này của Lê là bị ngã. Lần thứ ba là đập lưng, lần thứ tư là đập hông. Sải chân. Sải chân rồi á? Bắt đầu là cái sự sợ hãi nó không còn là sợ độ cao nữa, tại vì lúc ấy là đúng là không còn sợ độ cao nữa, mà là vì mình quen dần rồi, 4-5 lần rồi là mình biết nó chỉ đến thế thôi, không sao. Nhưng mà là sợ ngã. Là Lê ngã thì nói là Lê hay là bỏ nghỉ cũng được, không sao cả, chịu phạt một tí. Nhưng mà Lê bảo chơi tiếp, không bỏ nữa. Cái đấy là cái mà Dũng cảm thấy rất là phục ở Lê, là vì đã vượt qua được cái sự sợ hãi. Thực ra là vẫn là sợ nhưng mà can đảm để vượt qua được cái nỗi sợ. Đi nha, ok. Chạm. Đẩy mạnh lên nha. Mạnh lên nha, cái chân mạnh lên mới được. Từ từ, khoan, từ nhẹ khúc này thôi. Rồi chuẩn bị nè. Anh lên dưới. Đúng rồi. Mừng Thư. Và cuối cùng suy nghĩ ra một cách. Biết sao em, vì khi em lên em đi rất chậm. Like slow motion, nhưng mà slow motion. Mimi chị cố gắng chạm đất. Chị mong là Nguyễn Chi nhảy mạnh lên là lấy đà, là mi bay lên đúng không? Mi bay lên thì nó vẫn còn cái đà, thì chị làm nhảy rất mạnh thì mi sẽ cố gắng làm sao mà đụng xuống đất một lần nữa, cái đà nó thiệt là mạnh. Tập clue đi. Xin chào Mau Thanh Thủy và xin chào Sơn Ngọc Minh. Huy Khánh xin thông báo ở chặng này Sơn Ngọc Minh và Mau Thanh Thủy, hai bạn là đội về đích thứ 6. Xin chào Pha Lê, xin chào Hà Việt Dũng. Cuối cùng thì Dũng và Pha Lê cũng đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Huy Khánh xin thông báo đội Cam ở chặng thứ 3, hai bạn đã về đích thứ 7. Xin chào đội Tím, xin chúc mừng hai bạn đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Hai bạn nghĩ rằng ở chặng này hai bạn về đích thứ mấy? Thứ 8 hả? 8. Chính xác, ở chặng này đội Tím đã về đích thứ 8. Có gặp khó khăn gì không? Lại cãi nhau nữa, nhưng mà bây giờ hòa rồi, kết thứ giận em rồi. Hy vọng là ở chặng sau hai bạn sẽ hòa thuận hơn, không cãi nhau, không giận nhau, để thứ hạng mình càng ngày càng thấp hơn. Thấp hơn tức là 1, 2, 3. Xin chào Richie. Xin chào Mimi. Chúc mừng hai bạn cuối cùng cũng đã đặt chân vào tấm thảm về đích. Và chặng này Huy Khánh xin thông báo Mimi và Richie đã về đích cuối cùng. Và trong luật của cuộc đua kỳ thú, đội về đích cuối cùng là đội sẽ bị loại. Huy Khánh rất tiếc phải thông báo với hai bạn điều này. Ở chặng tiếp theo, hai bạn sẽ không được cung cấp tiền để di chuyển, bởi vì đây là chặng không loại. Hy vọng rằng ở chặng tiếp theo, chặng thứ tư, Richie và Mimi phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều để bứt phá, không còn là đội về đích cuối cùng nữa.
Bởi vì Huy Khánh vẫn còn muốn gặp hai bạn ở cuộc đua giải thú này. Ừ, rất nhiều. Rời Tây Bắc núi non hùng vĩ, cuộc đua kỳ thú 2016 đến với những làng quê bình yên của đồng bằng Bắc Bộ để thực hiện các thử thách mang đậm đặc trưng văn hóa của miền Bắc Việt Nam. Đó, cái này đúng là kiểu đè đầu cưỡi cổ đấy. Hôm nay em biết nhắm ngựa chưa? Thời tiết và địa hình thuận lợi, tuy nhiên những nhiệm vụ mới vẫn không bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì đây sẽ là trận đầu tiên xuất hiện trào cản. Anh cản thằng Hà Việt Dũng, vì nó không like, không like cái bóng của mình. Ngoan quá. Đội chơi nào sẽ bị cản và liệu họ có vượt qua được hay không? Và đội xám khi không có tiền lộ trình cho chặng 4, họ sẽ vượt qua chặng đua này bằng cách nào? Nhưng anh đừng như vậy nữa. Đua lại cho hay. Ôi trời ơi. Bong bàn bàn bong bong y bàn bàn.